Chào mừng bạn đến với sách nói của TK Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút. Quyển sách hôm nay TK Book muốn gửi đến bạn đọc có tựa đề là Học cách nhìn, ánh xạ dòng giá trị để tăng giá trị và loại bỏ muda. Quyển sách này dành cho ai? Sản xuất tinh gọn là tiêu chuẩn vàng trong các hệ thống sản xuất, nhưng đã được chứng minh là khó thực hiện ở Bắc Mỹ. Sản xuất hàng loạt dựa vào hàng tồn kho lớn, sử dụng quy trình đẩy và vật lộn với thời gian dẫn đầu lâu. Việc hướng tới một hệ thống loại bỏ bùn, chất thải do sản xuất quá mức gây ra, trong khi đầy thách thức, chứng tỏ cần thiết để cải thiện hiệu quả thường bị bỏ qua lập bản đồ dòng giá trị là giai đoạn lập kế hoạch thiết yếu cho bất kỳ chuyển đổi liên nào trong hướng dẫn cơ bản của Mike Zott, He và John Ho, bạn làm theo ánh xạ dòng giá trị được thực hiện cho Acme Tamping, cho trạng thái hiện tại và tương lai của nó được minh họa đầy đủ và được tổ chức tốt học cách nhìn là điều không thể bỏ qua đối với người quản lý lượng giá trị để ủng hộ kênh các bạn có thể like đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày chia sẻ sách này đến bạn bè người thân của bạn để ủng hộ TK Book, các bạn có thể mua sản phẩm của TK Book như ly nước và áo có logo TK Book, USB sách nói, ebook hoặc sử dụng dịch vụ thiết kế trang sách theo yêu cầu để làm quà tặng hoặc thẻ thành viên. TK Book xin được giới thiệu vài nét về tác giả. Mike Zothe đã giới thiệu các phương pháp kinh doanh rộng rãi của bản đồ dòng giá trị và Kata Toyota, Kata cải tiến và Kata huấn luyện. John How trở thành ca cho quản lý người Mỹ đầu tiên của Toyota tại Nhật Bản và là quản lý cấp cao người Mỹ của trung tâm hỗ trợ nhà cung cấp Toyota ở Lexington, Kentucky, hỗ trợ các công ty Bắc Mỹ áp dụng hệ thống sản xuất Toyota, Lean Enterprise Institute, in. Lây truyền bà tư duy và thực hành Lean, đồng thời là thành viên sáng lập của Lean Global Network. Sau đây là bản tóm tắt sách do Cộng sự TK Book thực hiện, mời bạn lắng nghe. Một dòng giá trị có một góc nhìn bức tranh toàn cảnh và giải quyết toàn bộ chứ không chỉ các bộ phận tư duy tinh gọn có câu cứ làm đi, theo tinh thần của chị Ono và các đồng nghiệp Toyota của ông, truyền cảm hứng cho các nhà quản lý áp dụng hệ thống sản xuất Toyota nổi tiếng hiện nay. Một số công ty đã loại bỏ các công việc chuẩn bị và nhảy vào các hoạt động loại bỏ bùn, tốn kém thời gian và nguồn lực quý giá mà không có hiệu quả, loại bỏ chất thải trong một lĩnh vực nhưng bỏ qua các lĩnh vực khác không cải thiện sản xuất chung, quá thường xuyên, các nhà quản lý trở nên thất vọng và bỏ cuộc. Linh yêu cầu cam kết đối với toàn bộ dòng giá trị, ánh xạ dòng giá trị cho thấy mối liên hệ giữa dòng thông tin và dòng nguyên liệu, không có công cụ nào khác làm được điều này, để tích hợp pin vào các quy trình của bạn, hãy đạt được quan điểm về dòng giá trị. Dự án bộ công cụ đầu tiên của Viện Doanh nghiệp tinh gọn là bản đồ dòng giá trị, bản đồ này cho phép bạn xác định mọi quy trình trên sàn cửa hàng của bạn, cách tiếp cận từng cửa này có vẻ khó khăn, nhưng bạn không cần phải cải thiện mọi thứ cùng một lúc. Bắt đầu với tổng thể, cô lập các phần, hoặc vòng lập, cần cải thiện, Bản đồ dòng giá trị giúp bạn thấy dòng chảy trong cơ sở của mình và hiển thị các nguồn chất thải, bắt đầu với một họ sản phẩm để đơn giản hóa bản đồ, xác định chúng theo quan điểm của khách hàng. Tránh xem xét các quy trình thượng nguồn, thường là các sản phẩm hàng loạt của các gia đình khác nhau, xác định có bao nhiêu bộ phận trong gia đình, số lượng khách hàng muốn và tần suất họ muốn, chỉ định một người quản lý luồng giá trị phụ trách bức tranh lớn. Hầu hết các công ty đều có các phòng ban biệt lập hiếm khi tương tác, người quản lý luồng giá trị phải biết mọi quy trình và báo cáo cho người hàng đầu tại trang web của bạn cùng nhau, họ sẽ chịu trách nhiệm về flow Kaizen, cải tiến dòng giá trị và Kaizen cấp quy trình, loại bỏ lãng phí ở cấp độ nhóm. Các giao dịch đầu tiên với thông tin và tài liệu, thứ hai tập trung vào con người và quy trình, tạo bản đồ trạng thái hiện tại, vẽ quy trình sản xuất từng cửa. Khi bạn xác định được nhóm sản phẩm, hãy tạo bản đồ trạng thái hiện tại. Bản đồ này sẽ là nền tảng cho bản đồ trạng thái trong tương lai vạch ra những nơi cần cải tiến. Bản đồ của bạn phải có các ký hiệu nhất quán, rõ ràng để hiển thị các quy trình và dòng chảy. Viện doanh nghiệp tinh gọn khuyên bạn nên vẽ nó bằng tay, bằng bút chì. Vẽ bản đồ trong khi đi trên sàn cửa hàng, dọc theo toàn bộ luồng giá trị từ cửa đến cửa, bắt đầu vận chuyển và làm việc ngược dòng, từ khách hàng đến nhà cung cấp, mang theo đồng hồ bấm giờ để đo thời gian cho các quá trình khác nhau. Luôn luôn thu thập thông tin trạng thái hiện tại trong khi tự mình đi dọc theo con đường thực tế của các luồng thông tin và vật chất. Một bản đồ phải có hộp quy trình, bất kỳ nơi nào trên sàn nơi quy trình được khép kín và dừng khi các quy trình ngắt kết nối hàng tồn kho thường tích lũy và di chuyển theo lô trong các lần ngắt kết nối đây là muda bạn sẽ yêu cầu các dữ liệu khác bao gồm thời gian chu kỳ ct thời gian chuyển đổi co thời gian hoạt động của máy theo yêu cầu uptime quy mô lô sản xuất epe số lượng người vận hành trong mỗi quy trình số lượng các biến thể của sản phẩm kích cỡ gói thời gian làm việc trừ thời gian nghỉ giải lao và tỷ lệ phế phẩm tính tất cả thời gian bằng dây cho đơn giản hình dung thời gian cho một phần được đánh dấu khi nó di chuyển từ đầu đến cuối, Linh đo lường bài yếu tố. Một tần suất một phần được hoàn thành trong một quy trình, CT, hai bao nhiêu thời gian đó là thời gian tạo ra giá trị, những gì khách hàng sẽ trả cho, và ba thời gian dẫn, mất bao lâu để một mảnh di chuyển qua toàn bộ hệ thống. Sản xuất thừa là một trong những nguồn chính gây ra bùn, chất thải. Hầu hết các cơ sở dựa trên lịch trình sản xuất được gửi đến các quy trình khác nhau trên sàn cửa hàng, kiểm soát sản xuất cũng gửi ra một lịch trình vận chuyển hàng ngày những lịch trình này thay đổi hàng ngày và mỗi quy trình tồn tại trên hòn đảo biệt lập của riêng nó nơi nó tạo ra các lô từ đó tạo ra hàng tồn kho khi đoán quy trình tiếp theo sẽ cần những gì lịch trình sản xuất sẽ đẩy các lô điều này làm cho một quy trình làm việc trôi chảy từ quy trình này sang quy trình khác không thể thực hiện được đây là sản xuất thừa và ngược lại với linh hãy tự hỏi bản thân làm thế nào chúng ta có thể lưu chuyển thông tin để một quá trình chỉ tạo ra những gì mà quá trình tiếp theo cần khi nó cần lập bản đồ trạng thái hiện tại của cơ sở của bạn bạn sẽ khám phá ra nhiều nơi tích lũy hàng tồn kho. Hàng tồn kho gây lãng phí không gian và chế trêu thay, gây ra tình trạng thiếu hụt, bởi vì việc làm sai quy trình lấn át các quy trình để thực hiện hàng tồn kho, bạn cần thêm người vận hành và thiết bị để xây dựng năng lực cho các mặt hàng chưa ai đặt hàng, điều này kéo dài thời gian dẫn. Sự cảnh giác của Toyota đối với tình trạng sản xuất thừa là dấu hiệu nổi bật và là yếu tố phân biệt rõ ràng nhất dòng giá trị tinh gọn với dòng giá trị sản xuất hàng loạt. Bạn phải hiểu những gì tạo thành chất thải, Phát hiện ra nguyên nhân gốc rễ và loại bỏ chất thải tại nguồn. Trên bản đồ nơi bạn đặt các hộp xử lý với dữ liệu quy trình cần thiết, hãy chỉ ra bằng mũi tên nơi nguyên liệu được đẩy dọc theo tầng cửa hàng. Sau khi hoàn thành, bản đồ này sẽ tiết lộ các quy trình thông tin và quy trình vật liệu. Ở phần dưới cùng, hãy biên soạn dòng thời gian thời gian sản xuất, mất bao lâu để một bộ phận có thể vượt qua cửa hàng, so sánh thời gian dẫn đầu của bạn với các quy trình giá trị gia tăng của bạn. Ví dụ, một quá trình có thể mất 40 giây, nhưng mảnh có thể được vận chuyển trong 2 giờ một bản đồ trạng thái trong tương lai yêu cầu một số lần lặp lại, vì luôn có chỗ để cải thiện. Điều gì tạo nên một dòng giá trị lean, mục tiêu của bản đồ trạng thái tương lai của bạn là mọi phần mỗi ngày, FPE, nhưng nó thường yêu cầu nhiều lần lặp lại để đạt được sự cân bằng mong manh này. Xác định một phần quan trọng của thông tin lập bản đồ, các chuyển động vật chất được thúc đẩy bởi nhà sản xuất, không phải do khách hàng kéo. Các nguyên tắc bao gồm, sản xuất theo thời gian ta của bạn, đây là tần suất bạn sản xuất một phần, dựa trên tỷ lệ bán hàng tính thời gian làm việc có sẵn mỗi ngày tỷ lệ nhu cầu của khách hàng mỗi ngày, phát triển dòng chảy liên tục ở mọi nơi có thể, đây là cách sản xuất hiệu quả nhất, các mục chuyển ngay lập tức từ quy trình này sang quy trình tiếp theo mà không cần tạm dừng. Điều này kết hợp thời gian khách hàng tiềm năng và thời gian ngừng hoạt động, vì vậy bạn có thể muốn kết hợp nó với một số pool first in, first out, FIFO, sử dụng hệ thống kéo siêu thị để kiểm soát sản xuất, khách hàng là quá trình kéo từ quá trình trước đó. Khi quá trình đó cạn kiệt, nó kéo từ quá trình trước đó vân vân, can ban sản xuất biển báo kích hoạt sản xuất và can ban rút tiền là danh sách mua sắm. gửi lịch trình của khách hàng đến chỉ một quy trình sản xuất, quy trình tạo nhịp tim, khi sử dụng hệ thống siêu thị, hãy chọn một điểm lập lịch trình đặt nhịp độ cho phần còn lại của dòng giá trị. Cân bằng hỗn hợp sản xuất, san bằng tải, phân phối đồng đều các sản phẩm của bạn theo thời gian, ví dụ. Thay vì tập hợp tất cả sản phẩm A vào buổi sáng và tất cả sản phẩm B vào buổi chiều, bạn có thể sản xuất ABBAA, bạn càng cấp độ hỗn hợp thì tính linh hoạt càng cao để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng với thời gian thực hiện ít hơn. Định mức khối lượng sản xuất, pitch, các lô lớn gây trở ngại cho việc tính toán thời gian, tạo ra khối lượng không đồng đều và phức tạp hóa việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thay vào đó, các bản phát hành máy điều hòa nhịp tim hoạt động theo mức tăng nhất quán, cao độ. Cố gắng thực hiện mọi phần mỗi ngày, FPE, rút ngắn thời gian thay đổi. 10% thời gian sản xuất của bạn là một mục tiêu xứng đáng và chạy các lô nhỏ hơn để điều chỉnh nhanh hơn cho phù hợp với nhu cầu hạ nguồn. Bản đồ trạng thái hiện tại của Acme Tamping cho biết thời gian sản xuất kéo dài và hàng tồn kho dư thừa. Acme Tamping sản xuất tem trùng tay lái trái và phải cho ô tô. Họ sản phẩm của họ chỉ bao gồm hai mặt hàng, nhà cung cấp của họ gửi thép cuộn và khách hàng của họ là State Street Automotive. Acme Tamping chạy 2K, một lô hàng thông thường hàng tháng là 12.000 bên trái và 6.400 bên phải trong một gói kích thước 20 phần. Các dòng giá trị tinh gọn phải được phát triển với sự tôn trọng con người, nhưng không nên nhầm lẫn tôn trọng con người với tôn trọng những thói quen cũ. Chế độ xem đầu tiên của bản đồ trạng thái hiện tại cho biết các yêu cầu của khách hàng, chế độ xem thứ hai hiển thị các quy trình, hộp dữ liệu và khoảng không quảng cáo, góc nhìn thứ ba cho thấy dòng chảy vật chất qua cơ sở. Chế độ xem thứ tư hiển thị các luồng thông tin và các mũi tên đầy, và bản đồ trạng thái hiện tại đã hoàn thành cho biết thời gian dẫn đầu trùng với thời gian xử lý. Thời gian dẫn đầu sản xuất cho một khung ở trạng thái hiện tại là 23,6 ngày. Thời gian xử lý một phần là 188 giây, tại sao phải mất nhiều thời gian để các bộ phận rời khỏi tòa nhà, một từ, hàng tồn kho. Ngay cả với thời gian hoạt động 100% và thời gian thay đổi ngắn, việc dập khuôn sản xuất 4.600 lít và 2.400 giờ mỗi tuần, khiến hàng tồn kho mòn mỏi trong tối đa 7,6 ngày, chờ hàn và lắp ráp. Trong quá trình xử lý hàng loạt, quá trình hàn cần hai giai đoạn và lắp ráp hai giai đoạn khác, với hàng tồn kho bị hao mòn giữa mỗi quy trình trong tối đa 3 ngày, hàng tồn kho đã hoàn thành sẽ được cất giữ trong 4,5 ngày nữa trước khi phân loại và vận chuyển. Chi phí lưu kho cộng với việc cơ sở không có khả năng điều chỉnh nhanh chóng để thay đổi lịch trình sản xuất kéo dòng giá trị xuống. Bản đồ trạng thái tương lai đầu tiên của Acme đã cắt giảm mùng 2 tháng 3 thời gian sản xuất và lượng hàng tồn kho. Để xây dựng bản đồ trạng thái tương lai, hãy bắt đầu với khách hàng Stash Street Assembly và lùi lại phía sau, kết hợp các quy trình hàn lắp ráp thành một dòng liên tục. Với thời gian ta là 60 giây. Từ việc vận chuyển, một có căn bàn bắt đầu sản xuất các bộ phận và hàn và lắp ráp kéo 60 chiếc từ các thùng chứa các bộ phận được dán tem cho cả dấu ngoặc trái và phải. Một căn bàn khác hướng dẫn máy dập để tạo ra nhiều bộ phận hơn khi chúng được kéo. Máy dập tạo ra lượng hàng tồn kho trong 1,5 ngày thay vì 7,6. Với quá trình hàn và lắp ráp sử dụng dòng chảy liên tục thay vì xử lý theo lô, thời gian thực hiện quy trình này giảm từ 6,5 ngày xuống 0. Nhiều năm trước. Toyota đã phát hiện ra một phương pháp quản lý lịch trình rất khác. Hãy ngừng cố gắng đoán xem khách hàng sẽ muốn gì. Xa hơn ở thượng nguồn là nhà cung cấp Michigan Steel, cung cấp một cuộn thép sau mỗi 5 ngày. Việc giao hàng theo kiểu chạy sữa cứ hai ngày một lần giúp giảm thiểu thời gian thực hiện và nhu cầu bảo quản. Bởi vì Acme chỉ có hai sản phẩm, theo sự kiểm soát sản xuất, việc đặt giá theo lô để nhập kho siêu thị cho các đợt kéo hạ nguồn là rất hợp lý. Máy dập tạo ra một phần mỗi giây, nó cần một giờ để thay đổi. Trong lần lập đầu tiên này, Acme đã giảm thời gian dẫn đầu sản xuất từ 23,6 ngày xuống còn 8 ngày, với lượng hàng tồn kho tăng từ 10 lên 30, nhưng vẫn còn chỗ để cải thiện. Acme có thể cải thiện dòng giá trị hơn nữa bằng cách xác định các sự kiện Kaizen. Hiện tại, khách hàng gửi dự báo 90 ngày, được sửa đổi mỗi tháng một lần, được tải lên hệ thống lập kế hoạch yêu cầu vật liệu MRP, lịch trình sản xuất hàng ngày phải thay đổi liên tục để phù hợp với những điều chỉnh của khách hàng vào phút cuối. Giải pháp: đặt máy điều hòa nhịp tim giữa dập và hàn lắp ráp thay vì tạo tất cả các dấu ngoặc bên trái trong một lần dịch chuyển và tất cả các dấu ngoặc vuông bên phải trong lần thứ hai, hãy xen kẽ giữa chúng. Sự kết hợp sản xuất dựa trên tỷ lệ từ trái sang phải 2, 1 là l l z l l z l l z với khoảng tăng cao độ 20 phút. Người xử lý vận chuyển có thể đặt can ban vào hộp cân bằng tải, trộn chuỗi không bên trái và bên phải, do đó kiểm soát sản xuất. Bạn sẽ cần một cách để khiến mọi người đi theo sự dẫn dắt của bạn mà không cần phải luôn đợi bạn dẫn dắt họ. Với những cải tiến này, nhiều cơ hội Kaizen xuất hiện, chẳng hạn như giảm thời gian thay đổi và tổng thời gian lắp ráp công việc và cải thiện thời gian hoạt động theo yêu cầu, thêm sàn lấp mặt bằng trong lần lập tiếp theo, thời gian dẫn đầu sẽ giảm thêm, các cuộn dây có thời gian bảo quản 1,5 ngày thay vì 5 ngày. Các bộ phận được dán tem có thời gian sử dụng trong một ngày thay vì 7,6 ngày, dòng chảy liên tục giúp loại bỏ tất cả hàng tồn kho trong quá trình hàn lắp ráp từ 6,5 ngày về không. Hàng hóa đã hoàn thành phải ngồi trong 2 ngày thay vì 4,5 trước khi được vận chuyển và lượt hàng tồn kho tăng gần gấp 4 lần. Người quản lý luồng giá trị có thể chia nhỏ việc triển khai thành vòng lặp. Người quản lý luồng giá trị có thể chia nhỏ quá trình triển khai lên bằng cách giải quyết từng vòng lặp tại một thời điểm. Với bản đồ trạng thái tương lai, họ có thể xây dựng kế hoạch dòng giá trị hàng năm. Kế hoạch này sẽ bao gồm các bước để cải thiện nhiều hơn, các mục tiêu có thể đo lường và các mốc quan trọng rõ ràng. Thực hành Kaizen để tiếp tục loại bỏ lãng phí, giảm quy mô lô hàng, giảm quy mô siêu thị và tìm địa điểm mới để giới thiệu quy trình liên tục sản xuất tinh gọn phụ thuộc vào việc kết hợp thử và sai và lập kế hoạch, nỗ lực để đạt được mục tiêu của bạn và chấp nhận nó sẽ mất nhiều hơn một lần cố gắng. Bất cứ khi nào có một sản phẩm cho khách hàng, đều có một dòng giá trị, thách thức nằm ở chỗ nhìn thấy nó. Mục tiêu chính của bạn trong hệ thống sản xuất Lean là chỉ sản xuất những gì khách hàng cần khi họ cần. Để làm điều này, hãy liên kết chúng với các quy trình riêng lẻ theo dòng liên tục hoặc bằng cách kéo. Mặc dù bạn không thể thay đổi tất cả mọi thứ cùng một lúc, nhưng hãy trau dồi quá trình sản xuất của mình bằng cách cô lập các vòng lặp, các quy trình được liên kết, sau đó mở rộng chúng ra toàn bộ hệ thống. Đối với một số công ty, các thước đo tài chính mâu thuẫn với các ưu tiên của mô hình lean. Ví dụ, họ có thể nhấn mạnh sử dụng tài sản và hấp thụ gánh nặng qua việc cải thiện dòng chảy và loại bỏ lãng phí. Nhiều công ty thậm chí coi hàng tồn kho là một tài sản, trình quản lý luồng giá trị đảm bảo các chỉ số này không ảnh hưởng đến cách họ quản lý cơ sở vật chất của mình. Một nguyên tắc đúng đắn cho bất kỳ nhà máy nào là mục tiêu sản xuất dựa trên thời gian ta của chúng tôi có đạt được mỗi ngày trong quy trình tạo nhịp tim không? Cảm ơn bạn đã nghe bản tóm tắt ngắn mà TK Book đã thực hiện, bạn đã học được gì từ sách? Bạn có thể bình luận vào phần nghe bên dưới các ý chính mà bạn ấn tượng nhất trong các ý sau nhé. Một, Một dòng giá trị có một góc nhìn bức tranh toàn cảnh và giải quyết toàn bộ chứ không chỉ các bộ phận. 2. Tạo bản đồ trạng thái hiện tại, vẽ quy trình sản xuất từng cửa. 3. Sản xuất thừa là một trong những nguồn chính gây ra bùn, chất thải. 4. Bản đồ trạng thái trong tương lai yêu cầu nhiều lần lặp lại, vì luôn có chỗ để cải thiện. 5. Bản đồ trạng thái hiện tại của Acme Tamping cho biết thời gian sản xuất kéo dài và hàng tồn kho dư thừa. 6. Bản đồ trạng thái tương lai đầu tiên của Acme đã cắt giảm mùng 2 tháng 3 thời gian sản xuất và lượng hàng tồn kho. 7. Acme có thể cải thiện dòng giá trị hơn nữa bằng cách xác định các sự kiện gen. 8. Người quản lý luồng giá trị có thể chia nhỏ việc triển khai thành vòng lặp. Cảm ơn bạn đã lắng nghe sách này. Sách được cộng sự TK Book dịch ra từ sách nước ngoài và được rút gọn lại theo cách nghĩ của TK Book và dùng phần mềm ghi âm lại bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho người Việt Nam nghe hiểu ý chính của sách trong vòng 15 phút và áp dụng ngay vào cuộc sống. Đây là sách nói có bản quyền của TK Book. Trong quá trình dịch, chỉnh sửa tóm tắt thông tin có phần sai sót, sai ý là điều không thể tránh khỏi. Mong quý bạn góp ý để TK Book khắc phục và hoàn chỉnh hơn, để góp ý về chất lượng sách nói. Vui lòng gửi email đến TK Book. Để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản các bạn có thể mua sách gốc. Để ủng hộ TK Book các bạn có thể mua phần ebook và audio của TK Book với giá chỉ 30.000 Việt Nam đồng. Bạn có thích bản tóm tắt này không? Kiến thức này có đáng để chia sẻ không? Tất cả bạn bè của bạn có thể đọc toàn bộ bản tóm tắt này, thậm chí không cần đăng ký. Để ủng hộ kênh các bạn có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày, che sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Đó cũng là động lực cho TK Book để tạo thêm được nhiều sách nói hay hữu ích cho cộng đồng và bạn đọc, ca nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút, nơi mà bạn có thể hiểu và nắm được những ý chính từ sách trong một cuộc sống bộn bề bận rộn như ngày nay để giúp bạn tiết kiệm thời gian. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.